Hôm nay chúng ta sẽ bay lên cao để ngắm nhìn và review một cái lô đất 400 mét vuông, bề rộng mặt là 10 mét và sâu 40 mét. Chi tiết kích thước thì chúng ta sẽ xem ở trong sổ đỏ nhé. Nhưng sơ bộ thì diện tích cái lô đất như thế. Và lô đất này rất là đẹp. Một mặt quay ra đường trục chính, đường nối liền với đường DH02, và một mặt sau cũng là một mặt đường bê tông nội bộ. Hai ô tô tránh nhau được hết, cả hai mặt đường đều hai ô tô tránh nhau được. Đây là khu dân cư quanh cái mảnh đất. Khu này gọi là thôn 5, nhà văn hóa thôn 5 của xã Phú Cát. Ồ, có cả ong bay theo. Đấy thì dân cư mật độ ở đây thì sống cũng khá là đông rồi đấy, chứ cũng không phải không đông đâu. Đặc biệt khi là có cái nhà máy in tiền thì khu vực này đã nhà máy in tiền cộng một số khuôn viên khác người ta thi công thì khu vực này đã tấp nập lên rất là nhiều rồi. Dân cư ở đây đã nước mức sống nó tăng lên cũng khá là nhiều, chứ ngày trước chưa có khu nghệ cao và chưa có các nhà đầu tư về đầu tư, chưa có các dự án thì chắc chắn rằng là cuộc sống của dân ở đây sẽ rất là khổ. Đấy, nhưng bây giờ thì cuộc sống đã được đổi thay bởi vì là công nghiệp đã về rất nhiều. Khu công nghệ cao bây giờ đã thu hút, tính đến tháng 12 năm 2021 đã thu hút được 100 dự án về đầu tư rồi. Riêng năm 2021 thì là thu hút được 6 dự án với tổng mức đầu tư là 5.900 tỷ đồng đầu tư vào khu công nghệ cao. Hiện tại thì đi qua thì thấy là nhà máy in tiền đang xây dựng hết sức là gần như hoàn thiện rồi. Và một số các cái nhà máy khác thì cũng đang lắp cần chục chiếc, đang làm móng rồi. Nên cũng cái việc mà bản thân cái khu công nghiệp, cái khu công nghệ cao nó rất là rộng nên là sự biến đổi của nó chúng ta nhiều khi không nhận thấy được. Đấy, tất cả các quỹ đất còn trống này thì một số các phần chưa được quy hoạch nhưng một số thì đã được quy hoạch hết rồi. Trước mắt chúng ta là những khuôn viên của nhà máy in tiền đấy ạ. Một trong những khuôn viên rất là rộng và đang được xây dựng rất là mạnh mẽ. Một số các cái khu nhà xưởng các thứ cũng được dựng lên ở cái khu vực dân cư này. Đó là xưởng thi công rồi xưởng sản xuất của các doanh nghiệp thôi. Nó không nằm trong khuôn viên của khu công nghệ cao đâu ạ. Về phía mặt này thì là gọi là khu tổ hợp y tế dịch vụ và khu đô thị của khu công nghệ cao. Đây là trong đấy nó có một cái mô hình trường lái. Trường lái ở trong đây. Đây chúng ta nhìn thấy mảnh đất của chúng ta đây. Khá là dài nhưng mà chúng ta chia làm hai mặt được. Đấy, chúng ta chia làm hai mặt. Nó khoảng độ dài khoảng 40 mét. Mà chúng ta chia thành hai mặt bởi vì là cái mảnh đất này nó tiếp xúc. Chúng ta quay lại cổng nhà máy in tiền để đi đường bộ. Chúng ta ngắm nhìn cái đường dẫn đến cái khu đất. Cơ bản là hạ tầng cái khu này thì chưa được cải biến gì, nhưng về quy hoạch thì nó rất rõ ràng rồi, đúng không? Tí nữa phần cuối video này các bạn cứ ghi quy hoạch các bạn sẽ biết. Con đường này sẽ được mở rất là rộng vì nó là đường duy nhất kết nối giữa cái đường DH02 với khu công nghệ cao. Đấy, nên là đường DH02 thì đang được làm rồi. Đấy. Và nó sẽ được kết nối qua khu vực này thôi. Cái mảnh đất này nó thực sự là mình thấy rất là tiềm năng bởi vì thứ nhất là nó có full thổ cư. Nhà đầu tư hôm nay mình gặp này, họ đầu tư rất là nhiều, họ có hàng nghìn lô đất. Mà tiêu chí của họ mua là cứ phải full thổ cư họ mới mua. Đấy, cái giá trị rất lớn là full thổ cư thì chúng ta không phải lên thổ cư nữa, lúc nào chúng ta cũng tách sổ được. Đấy, chỗ lô đất này này hai mặt tiền. À, chiều ngang là 10 mét, sâu 40 mét, chúng ta chia thành 4 lô thì mỗi lô 100 mét rất đẹp. Mà lô nào cũng quay ra mặt đường to, hai ô tô tránh nhau. Đấy, khu lại đường quy hoạch to nữa. Đến đây là một trong những mảnh đất mình thấy đẹp nhất trong ngày hôm nay mình đi. Chính vì thế là mình làm cái review luôn cho các bạn để các bạn có cái thông tin để các bạn có thể đầu tư. Và mình chắc chắn rằng đầu tư ở đây thì khi chia nhỏ ra thì giá ở đây nó khoảng độ đường to như này nó khoảng độ 30 triệu đồng một mét, chứ không thể nào mà dưới 30 triệu được. Nhưng mà giá đầu tư hôm nay thì lại rất là hết sức rẻ. Nên chúng ta cùng nhau trao đổi với cái người chủ đất này. Đấy. Và nhìn hiện trạng của lô đất nhé. Hai mặt à?
và thay mặt luôn. Nói chung là mình cứ ghim, nếu mà có thông tin cứ ghim trên bản đồ thì dễ lắm, chả cần phải nhớ. Mai kia cái đường này nó mở rộng quy hoạch ở đây đúng không? Dạ. Ở mai kia cái ba cái đường này nó sẽ quy hoạch cái mở rộng ra. Đúng rồi, nó sẽ quy hoạch đến ngay đầu tầm này đó. Cái nồi này là 400 mét. Như hôm nó cắn ấy, là có cái cột mốc ấy, anh Nam. Đến đâu đây? Nghĩa là nó sẽ quy hoạch nó ăn vào đây thôi đúng không? Vâng, đến tít cái tôn kìa em. Đến tít cái tôn kìa. Đến hết cái này luôn. Thế mình đi làm sao? Phun thổ cư luôn. Phun thổ cư. Lô này nếu mà cắt làm đôi thì bán là ngon này. Mà cắt làm bốn. Mặt này chắc là khoảng 10 mét. Hoặc là chơi cái bài là 100 mét thì sâu 40. Hoặc là chơi cái bài này này. Chơi cái bài là con ngõ. Thằng nào nó thích nó cắt ngang. Cũng được. Là nó bán cắt ngang nó bán. Nó có nhiều kiểu. Cái này làm ngõ thì ta vẫn được. Chiều đấy, sâu này ngõ sâu phát đến hết kịch đường cái ngõ kia nhá, đằng sau này cái ngõ nhá. Đã cắt này cắt tầm khoảng 40-50 mét, cắt được 8 ô rồi ạ. Cái này ấy thì hôm trước định mua nhà này, anh nào định mua là định xây một cái khách sạn nó dậy khoảng cái building ở đây. Xong định nghĩ là bọn nhà máy in tiền nó sẽ làm rất to. Nó sẽ kéo nhân lực công nhân về ở. Cho thuê thì để đấy cho thuê cũng được. Thì lúc đầu ý tưởng như thế. Nhưng mà thực sự sau khi mà xây xong cái nhà ở trên Bắc Giang ấy, lười, chẳng ai muốn chẳng ai đi vận hành cái nhà 10 tầng đấy cả. Đúng rồi, vất vả lắm. Đúng rồi, là bắt đầu phải bán đi. Đúng rồi, phải tính. Mình không có mục đích khai thác thì tốt nhất là để nguyên đất đấy. Đây về là hết. Sản bất động sản quyết tiến. Đi đằng sau luôn. Nó có lối đằng sau luôn à? Ngõ rộng quá nhỉ. Nhà này được cái nồi góc này đẹp. Những nhà muốn mua không mua được. Đúng rồi. Chưa định hỏi mua cái nhà mà. Mua hết có thể nhiều tiền mua hết cái nhà này. Nó không bán à? Bán. Cũng nhiều tiền. Nồi góc đẹp. Này mà nó phân lô ra thì ngon anh biết không? Mặt đường này phân ngang là bán tốt. Ở dưới này nó bán hết. Ở đây có hai mặt này. Lô này lô hai mặt tiền luôn à. Thế thì cắt đôi ra chứ em. Cắt một nửa ra, một cái quay đây, một cái quay kia chứ. Hợp lý đấy em ạ. Anh định nghĩ là nó không có mặt tiền ở đây. Nhưng mà lô này đẹp, cắt lô. Lô này là cái khu đất này chứng tỏ là nó dài thông hai mặt luôn nhỉ. Hai mặt đường này ngon quá, đường này to chứ. Lô này đẹp đấy. Qua cái phần quy hoạch của cái lô đất này, đây là nhà máy in tiền quốc gia mà chúng ta đi qua này. Đấy thì lô đất này nó nằm ở khu vực này. Đây này các bạn này. Đấy, một cái lô góc nằm bên cạnh kè và cái đường đi ra đằng sau đây, cả mặt trước cả mặt sau đây. Cái nhà nó có cái biển pin Vinaco đây. Đấy. Con viên này, cái mảnh đất trống này đúng là hai mặt đường này này. Đấy, mặt trước và mặt sau đây. Mặt sau đây. Đấy, thì đường này nó sẽ thông đi đâu? Ta sẽ nhìn quy hoạch nhé. Đấy, mở đúng cái mảnh đất đi cho các bạn nhìn, nó nằm mảnh đất này sẽ bị thu hồi một ít này, đấy. Sau đó là chúng ta nhìn này, nó có đúng hai con đường chính sẽ được quy hoạch mở rộng. Và nó nối với đường DH02 này. Đấy, DH02.
DH02 kéo về trung tâm của thị trấn Quốc Oai. Đấy. Đấy các bạn, là cái mảnh đất này nó rất là tiềm năng, bởi vì là DH02 rẽ vào và nó có hai con đường. Một cái nó kéo vào mặt của nhà máy In Tiền này. Đấy, một cái đường đi qua cái mảnh đất của chúng ta thì kéo về mặt nhà máy In Tiền. Xong kết nối với đường giao thông rất là rộng. Kéo vào khu công nghiệp. Đấy. Và một cái đường nối rẽ kéo về một cái khu khuôn viên cho cái đất ở đô thị. Đấy, thì cái mảnh đất của chúng ta nó có điều đặc biệt như thế. Đấy, đúng như này. Và nó sẽ được quy hoạch mở rộng đường này, đấy, mặt đường này. Các bạn nhìn chưa? Rất đẹp, và hai mặt tiền. Đấy, về quy hoạch nó là như thế.